Rap về mùa 3, tập 12, Mike Ludic, Double Chuchi và Thanh âm Việt Nam. Những phần dự thi đập chất Việt Nam trong tập 12 của Rap Việt mùa 3 khiến nhiều khán giả cảm nhận được sự tự hào. Xuất hiện trong tập 12 Rap Việt mùa 3 là hai bảng thi đấu A và hai thí sinh còn lại của bảng C. Tại bóng vứt phá, huấn luyện viên Bidetti mong muốn Test mang điểm mạnh của mình trở lại. Ở hai vòng đấu trước, Test có phần kìm hãm khả năng fast flow của bản thân khiến khán giả đặt dấu hỏi về trình độ của thí sinh này. Bản rap Enjoy cái moment này cùng với sự hỗ trợ của ca sĩ Vũ Thảo My và ca sĩ Anh Tú mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Kết thúc phần thi của test cũng là giây phút các huấn luyện viên và giám khảo phải đưa ra những phiếu bầu quyết định ai sẽ được đi tiếp và ai phải dừng chân tại vòng bứt phá. Kết quả chung cuộc, Tết chính là người giành chiến thắng tại bảng C để có mặt tại vòng chung kết rap Việt mùa 3. Bốn tiết mục của bảng A cũng được trình diễn trong tập 12 này. Đêm đến phần thi người miền núi chất trên con bíp mang đậm âm hưởng dân gian được kết hợp giữa đàn tính cùng những câu hát cọi. Double Chuti khiến vị huấn luyện viên cũ b -Ray ôm đầu hối hận vì những lời mình từng nói ra. Huấn luyện viên b chia sẻ, Đầu tiên, cho em gửi lời xin lỗi đến anh Bidetti và anh Dương Cây. Em tuổi trẻ, chưa trải sự đời, với con biết này thật sự quá tuyệt vời. Em kết hợp vũ đạo và phần lyric quá xuất sắc và hơn nữa hôm nay em đã trở nên tự tin hơn rất nhiều. Huấn luyện viên Andre Ryan nhấn mạnh, anh có đọc một bài phỏng vấn của em rằng nếu em không thành rapper thì em sẽ tiếp tục làm nghề cắt tóc. Nhưng mà em yên tâm rằng sau hôm nay em sẽ không làm nghề cắt tóc nữa đâu. Thí sinh đi lâu mang fast flow trở lại rap Việt mùa 3, tuy vậy, huấn luyện viên Andre Rahen lại không hài lòng với cách đi flow nhanh này. Hai ra rap về gia đình trên một đoạn beat căng từ producer World Cup. Các giám khảo cho rằng thí sinh chưa thực sự có không gian âm nhạc phù hợp. Khi vừa nghe qua chủ đề thành ngữ, tục ngữ, ca dao văn học Việt Nam, trong đầu Mike Ludic hiện ra ngay câu vượt nắng, thắng mưa. Nam rapper khẳng định câu nói này rất gần gũi với bản thân. Thí sinh này mong muốn sẽ làm một bản nhạc để giúp bạn bè đồng trang lứa lấy động lực, phục vụ tổ quốc phần trình diễn khúc ca vàng đầy hào hùng của mike lodic khiến người nghe phải nổi da gà vì bị cuốn vào từng giai điệu và màn càng tăng thêm sức nóng với sự cổ vũ nhiệt tình từ các thành viên đội thái vg mc trấn thành đặt ra câu hỏi vì sao lại chọn chủ đề này mike lodic thật thà chia sẻ em muốn mọi người nhìn em là một người lính việt nam đang rap giám khảo suboi nghẹn ngào chia sẻ đây cũng là lần đầu tiên mình xem một bài rap mà tim mình dạo dực muốn khóc đến vậy kết thúc phần thi của mike ludic cả bốn huấn luyện viên đã dành những lời khen giá trị đến cả các thí sinh huấn luyện viên b ray thậm chí còn cho rằng mình như đang xem chung kết sớm huấn luyện viên Big đi muốn dành trảm pháo tay cho những nỗ lực mà cả bốn thí sinh đã bỏ ra Giám khảo Just Tati cho rằng bản thân hồi hộp hơn cả thí sinh. Kết quả bình chọn có một thí sinh nhận 2 phiếu và một thí sinh nhận được 4 phiếu bình chọn. Người giành chiến thắng bảng A là Mike Lodic từ đội huấn luyện viên Thái VG. Kết thúc tập 12, Mike Lodic và Ted là hai cái tên tiếp theo lập vào top 9 rap Việt mùa 3 sau Lil Gray.